Sáng ngày 29 tháng 6, Bộ Y tế cho biết có thêm 95 ca mắc COVID-19 trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 58 ca. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 16.136 bệnh nhân. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 đến 6 giờ ngày 29 tháng 6 có 95 ca mắc mới, gồm 95 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 58, Phú Yên 18, Long An 8, Bắc Giang 4, Hà Tĩnh 3, Nghệ An 2, Trà Vinh 1, Vĩnh Long 1. Trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 29 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 14.358 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.788 ca, trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 2.998.885, xét nghiệm cho 7.044.133 lượt người.